gì con? À, chơi kéo sát. Đúng rồi. Chơi gì nữa nhờ? Rồi, ta chơi với này. Anh Minh Khang cho ta chơi với này. Buka đây chơi với anh nhá. Mẹ đi cởi áo nhá. Bẩn hết ra đệm rồi. Này, vẽ cái ra quần áo này. Nào Minh Khang ở đây, Minh Khang ở đây. Em vẽ xem. Ai vẽ lên mặt em đây? Rồi. Nghe không? Minh Khang vẽ cả lên mặt con hả? Nào Minh Khang ở đây mẹ xem nào. Ai vẽ đây? Hai tội phạm đi ở đây. Đi ra đây, đi ra đây, đi xuống dưới. Đi xuống dưới nha em. Xuống dưới mẹ thay cái này. Xuống dưới mẹ thay ra giường. Nào đi. Đi nha em. Xong rồi vẽ ra giường này. Mắt tới rồi. Buka không phạm nữa. Buka tội phạm. Tội phạm Buka. Đấy, tội phạm Buka. Đưa lên cho mẹ. Nào Minh Khang đi xuống nào. Minh Khang đi xuống để mẹ thay ga điện nào. Nào, đi. Minh Khang đi ra đây, đi ra đây. Ra đây đứng, nhanh lên. Buka ra đây, ra đây mẹ báo nhanh lên. Ra đây, đi xuống. Nào, xuống. Rồi, nào xuống, đi ra đây. Ra đây đứng. Đứng vào đây. Rồi đứng vào. Đây, cả Buka nữa, đứng vào đây. Hai tội phạm đúng không? Vẽ bậy ra giường của mẹ nha. Rồi nha. Đây. Rồi ngồi im đây để mẹ thay đệm nha. Này, hai anh em này. Thì bày bé cả ra giường của mẹ. Bé có lên chăn đấy chứ. Làm sao? Ai là người đầu tiêu vẽ ra giường của mẹ đây? Minh Khang hay là Buka? Hả? Ăn rồi có lên giúp mẹ không? Đấy đây, lát nữa mẹ dặn. Buka, Buka nhặt cái kia giúp mẹ nào. Nhặt cái búa mẹ này. Đây này Buka này. Đấy. Ra kia đứng với anh đi. Đi ra ngủ với anh đi. Không phải lại đây. Lại đây bằng nghịch. Hey, chiu. Nào, Buka đi ra. Đấy, Buka nghịch nhá. Để xem nào, Buka đi xuống đi. Buka xuống. Nghịch nhá, Buka nghịch nhá. Buka xuống với anh đi.
Nào Minh Khang đi. Thôi nghịch ra hết ra đây này. Không được vẽ lên cái ga mới của mẹ đâu nha. Ga đâu? Chiu. 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 Sao Vân? Nào từ từ, chưa được, chưa được. Chưa được, mẹ chưa thay xong mà, chưa lên được. Đây. Chiu. Sóng này, sóng này. Mẹ làm sóng biển này. Chiu. Không được vẽ lên giường nha. Mình vẽ vào giấy chứ đúng không? Rồi bỏ xuống đi mẹ nào. Không 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 không. Bỏ xuống, bỏ xuống. Rồi. Không chui được. Lên giường nhá. Rồi lên giường, trèo lên. Mẹ ơi, mình phải vẽ vào giấy nhá. À đấy, mẹ bóc rồi. Mẹ cho Minh Khang một tờ nhá. Rồi, mẹ cho Buka. Đây, có Buka đây. Rồi, Buka này. Buka này, đấy. Đây. Đây, được rồi, bây giờ vẽ cái gì nhỉ? Con vẽ cái gì? Vẽ cái gì mẹ xem nào. Nào, đây là của anh, của con đây. Của con đây, của Buka đây. Rồi nào, mình vẽ ô tô nhá. Vẽ ô tô con nhá. Rồi vẽ vào giấy. Đúng rồi. Mình đang vẽ hình gì đấy? Nào, mẹ vẽ ô tô cho con nhá. Mẹ vẽ ô tô màu hồng nhá. Vẽ ô tô không? Không, không phải. Nào, mẹ vẽ ô tô màu hồng nhá. Vẽ ô tô. Bánh xe. Hình tròn. Thêm một bánh xe hình tròn. Em Buka nhảy ngẩng ngẩng cao lên, ngẩng cao lên đấy. Mẹ vẽ cánh cửa nào, mẹ vẽ cửa nào. Rồi à, con tô màu ở đây hả? Tô màu bánh. Rồi mẹ vẽ cửa nào, vẽ cửa ô tô nào. Ấy em Buka giật tóc mẹ. Buka giật tóc mẹ buồn này. Nào, Minh Khang với Buka nhá. Bây giờ mà vẽ là phải báo mẹ lấy giấy nhá. Vẽ trong tủ nhá. Không được vẽ ra giường. Được rồi, mẹ cũng vẽ khủng long cho con. Vẽ khủng long màu xanh lá cây nào. Nào đưa đây. Màu xanh lá cây lần này mà. Màu xanh lá cây này. Đây, mẹ vẽ khủng long màu xanh lá cây nhá. Buka. Ê, Buka, Buka có xuống không? Đây, để mẹ vẽ khủng long màu xanh lá cây cho con. Đây này, khủng long với chân của khủng long đây. Khủng long kêu sao con? Đấy, con thấy giống con khủng long chưa? Giống chưa? Đấy, giống khủng long này.